Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Pháp và Đức có cơ hội trở thành những người thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu hiện đại cho Kiev. Pháp và Đức có tiềm năng trở thành những người thay đổi cuộc chơi, và đó là cách tôi cảm nhận cuộc hội đàm của chúng ta hôm nay. Chúng tôi nhận được vũ khí hạng nặng tầm xa càng sớm, các phi công của chúng tôi nhận được máy bay hiện đại càng sớm, liên minh xe tăng của chúng ta càng mạnh mẽ thì cuộc tấn công của Nga sẽ càng kết thúc nhanh. Ông Zelensky đã đến Paris để dùng bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sau khi hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở London vào đầu ngày 8 tháng 2. Ông dự kiến tới Bruxelles của Bỉ ngày 9 tháng 2 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Âu EU. Trước đó tại London, ông Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây mang đến cho Ukraine đôi cánh tự do bằng cách gửi máy bay chiến đấu giúp lật ngược tình thế trong cuộc đối đầu với Nga. London cho biết họ vẫn chưa quyết định có cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev hay không, nhưng Thủ tướng Sunak cho biết không có chuyện gì bị loại trừ. Các nước phương Tây đã tăng cường cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay với hứa hẹn cung cấp hàng trăm xe tăng và xe bọc thép cũng như vũ khí tầm xa, nhưng cho đến nay vẫn từ chối cung cấp máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất. Tổng thống Macron cho biết các vấn đề tác chiến sẽ được thảo luận trong bữa tối, đồng thời tái khẳng định quyết tâm không để Nga giành chiến thắng. Ông cũng tuyên bố Paris và Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev chừng nào còn cần thiết để giúp Ukraine đảm bảo được tương lai của mình. Trước hội nghị ngày 9 tháng 2 tại Bỉ, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhấn mạnh vị thế của Kiev ở châu Âu. Ông khẳng định, tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng tới Bruxelles, Ukraine thuộc về gia đình châu Âu. Sự kiện tại Brussels sẽ là lần đầu tiên ông Zelensky có cơ hội gặp mặt trực tiếp toàn bộ 27 lãnh đạo quốc gia của EU kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2 năm 2022. Một quan chức Ukraine cho biết, ông Zelensky sẽ kêu gọi các lãnh đạo châu Âu đẩy nhanh tốc độ chuyển giao vũ khí. Theo một báo cáo của CNBC hôm 3 tháng 2, dẫn lời các nhà phân tích, các biện pháp trừng phạt cho phương Tây áp đặt đối với xuất khẩu dầu thô của Nga cho đến nay đã thất bại hoàn toàn, và các mức giá trần mới cũng có thể không tạo ra hiệu quả. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU có kế hoạch cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của Nga, bao gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay từ ngày 5 tháng 2. Khối này đã cấm nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển từ Moscow vào tháng 12. EU, các nước G7 và Úc cũng đã thông qua mức trần giá 60 đô la Mỹ một thùng, ngăn cản các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho các chủ hàng dầu của Nga, trừ khi hàng hóa được mua ở mức giá quy định hoặc thấp hơn. Ông Paul Sankey, chủ tịch kiêm nhà phân tích hàng đầu tại Sankey Research, nói với CNBC rằng giới hạn giá được đưa ra bởi các quan chức có bằng tài chính, không ai trong số họ thực sự hiểu thị trường dầu mỏ. Cái đó thua rồi, nó đã thất bại hoàn toàn, ông nhấn mạnh. Theo ông Sankey, nguồn cung dầu của Nga không bị gián đoạn đáng kể và họ đã duy trì xuất khẩu ở mức cao. Ông nói, tôi nghe được từ một nguồn tin rằng người Ả Rập Xê Út đã hỏi khắp nơi là tại sao dầu của Nga vẫn được cung cấp. Điều đó đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra với các biện pháp trừng phạt sắp tới đối với các sản phẩm, bởi vì nó dường như không có hiệu quả. Người sáng lập công ty phân tích Vanda Insights, Vandana Hari, cũng nói với đài truyền hình Mỹ rằng, bà nghi ngờ về những hạn chế sắp tới đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga, lưu ý rằng mức trần giá dầu thô là không quan trọng. Tôi nghĩ rằng giới hạn sản phẩm tinh chế mà họ đang lên kế hoạch khoảng 100 đô la Mỹ một thùng cho dầu diesel và các sản phẩm sạch, và có lẽ khoảng 45 đô la Mỹ cho nhiên liệu bẩn như dầu mazut, có lẽ cũng sẽ không thực sự hiệu quả. Theo bà Hari, dầu mỏ của Nga sẽ tìm được đường vào các thị trường vẫn đang chào đón nó như Trung Quốc và Ấn Độ. Bà đưa ra dự đoán, năm 2022, Trung Quốc và Ấn Độ đã được hưởng lợi khá nhiều từ việc giảm giá dầu thô của Nga và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các sản phẩm tinh chế của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng việc tìm thị trường cho những sản phẩm như vậy có thể phức tạp hơn đối với Moscow. Ông Paul Sankey cũng lưu ý rằng tình bạn dầu mỏ rất dễ bôi trơn và có rất nhiều cách khác nhau để vận chuyển dầu mỏ của Nga đi khắp thế giới, bỏ qua các mức giá trần. Trong khi đó, EU đang gặp khó khăn trong việc thống nhất về mức giá trần đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga, với một số thành viên cho rằng mức giá đề xuất là quá hào phóng đối với Moscow và đang tìm kiếm một mức trần thấp hơn. Các biện pháp dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 sau khi nhận được sự chấp thuận của tất cả 27 quốc gia thành viên EU.